Khởi nguồn từ năm 1967 tại Thụy Điển, Oriflame được biết đến là thương hiệu chăm sóc sắc đẹp và bổ sung dinh dưỡng sáng tạo từ Thụy Điển, lấy cảm hứng từ thiên nhiên. Bên cạnh đó, Oriflame mang đến nhiều cơ hội kinh doanh lý tưởng trong thế giới làm đẹp cho những người có cùng đam mê. Có mặt tại Việt Nam vào năm 2003, các sản phẩm của Oriflame đã chinh phục được lòng tin của người tiêu dùng trên khắp cả nước. Kể từ khi thành lập đến nay, Oriflame đã đạt được nhiều giải thưởng uy tín do khách hàng và giới chuyên môn bình chọn liên tục trong nhiều năm qua. Cùng với đó, Oriflame còn đóng góp tích cực cho cộng đồng thông qua nhiều hoạt động xã hội thiết thực. Oriflame Việt Nam thừa hưởng danh tiếng và nền tảng vững chắc từ tập đoàn Oriflame Thụy Điển với nhiều viện nghiên cứu trên toàn cầu, hàng trăm nhà khoa học giàu kinh nghiệm trong các chuyên môn về sức khỏe và làm đẹp. Vì vậy, Oriflame Việt Nam luôn cam kết mang đến những sản phẩm an toàn, chất lượng với công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe cho khách hàng. Trong số hàng trăm sản phẩm đa dạng tại Oriflame phải kể đến 3 nhóm sản phẩm chính bao gồm 1. Bổ sung dinh dưỡng và bảo vệ sức khỏe 2. Chăm sóc da và chống lão hóa 3. Các dòng mỹ phẩm trang điểm, chăm sóc cơ thể và nước hoa. Đây là một danh mục toàn diện để mang đến những giải pháp chăm sóc sức đẹp và sức khỏe cho khách hàng. Ở Oriflame rất nhiều điều tôi hài lòng và tôi cảm thấy tâm đắc nhất là dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp của Oriflame. Sản phẩm chiết xuất từ thiên nhiên đến từ Thụy Điển. Sản phẩm an toàn, lành tính, đó là lý do tôi cảm thấy hài lòng khi đồng hành với Oriflame trong quãng đường 20 năm. Còn đối với tôi, đó chính là cơ hội kinh doanh tuyệt vời đến từ Oriflame. Với cơ hội này, tôi đã giúp cho hàng chục ngàn người thay đổi một cuộc sống tốt hơn. Thông qua cơ hội này, tôi đã giúp cho họ thực hiện được ước mơ và hoài bão trên con đường thực hiện sự nghiệp của mình cùng với Oriflame. Bên cạnh các sản phẩm chất lượng cao từ thiên nhiên tích hợp những công nghệ và phát minh hiện đại, Oriflame còn mang đến nhiều cơ hội nghề nghiệp độc đáo khi kinh doanh các dòng sản phẩm này. Dưới sự dẫn dắt của những nhà lãnh đạo đầy kinh nghiệm và nhiệt huyết cùng đội ngũ nhà phân phối chuyên nghiệp, cùng sự hỗ trợ của những phần mềm thông minh để tạo dựng một môi trường kinh doanh thuận lợi ở mọi nơi chỉ bằng chiếc điện thoại hoặc máy tính. Chính vì vậy, Oriflame đã giúp nhiều người có lối sống khỏe, đẹp và thành công. Với tiêu chí hoạt động Reach Your Happy Place, Oriflame Việt Nam mong muốn là điểm đến hạnh phúc dành cho tất cả các quý vị nhà phân phối và khách hàng. Xin trân trọng cảm ơn quý vị nhà phân phối và khách hàng trong thời gian qua đã luôn đồng hành hỗ trợ lựa chọn sản phẩm Oriflame trong hành trình tiến đến một sức khỏe, vẻ đẹp và hạnh phúc toàn diện. Nhân dịp xuân về, xin chúc tất cả quý vị và khán giả đang xem đài một năm mới tràn đầy sức khỏe, tươi trẻ rạng ngời, hạnh phúc trọn vẹn và đặc biệt tìm được một nơi mà mình luôn cảm thấy hạnh phúc.